Dạ vâng, em lại xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại kênh của Quang Khải Audio. Đấy, kênh của bên em thì các bác theo dõi cũng đã lâu rồi. Đấy, thì kênh của em thì chuyên phân phối âm thanh hàng bãi nhá. Bên em không làm hàng mới. Đấy, một số những hàng mới thì những bác đổi chác thì bên em ở Thanh Lý thôi. Chứ bên em làm toàn hàng nội địa của bên Trung Quốc các bác nhá. Đấy, số điện thoại của em là 0987 971020. Hôm nay thì em có một bộ mic Bayer rất là đẹp các bác nhá. Bộ này nó lẫn trong cái lô Bayer em mới về. Và bộ này thì gần như là rất là hiếm các bạn. Đây các bác nhá. Thì ngay trước mắt đây là các bác đã nhìn thấy rồi. Nó có điểm khác lạ là cái bộ này ở trên tay này là nó có vẫn còn đầy đủ chữ các bác nhá. Chữ Bayer luôn. Đấy. Rất là nét căng luôn. Đây coi nha, hai tay luôn. Đấy. Nhìn rất là chất luôn. Lâu lắm rồi thì mới bên em mới và được những cái bộ mic Bayer mà nó có đầy đủ cả tên ở những cái tay mic này nhá. Đấy, cũng có một hai lần là bên em cũng mua được. Nói chung những cái dòng này nó rất là ít gặp. Đấy. Và con này mã của nó là Bayer BS 1000 các bác nhá. Đấy. Con này mã này rất là độc luôn. Đấy. Từ những cái dọ các bác nhìn dọ nhá. Đây. Dọ cũng là chuẩn của Bayer luôn. Đây. Dọ là trên cái chuôi mic. Đấy. Đầy đủ của Bayer các bác nhá. Đấy. Tí nữa em sẽ tháo cái côn ra. Tháo côn ra thì nó có cả cái trên cái côn ấy là có cả của chữ của Bayer luôn. Đấy. Đấy vì sao em bảo là cái bộ này nó rất là đặc biệt. Đấy. Đấy, các bác mà theo dõi kênh thì các bác cũng biết rồi, thường Bayer thì nó chỉ có in ở trên đỉnh này. Đấy. Và ở dọ này cũng có này. Nhưng mà ở trên cái chuôi thì gần như là không có. Đấy. Đấy em sẽ cho các bác xem luôn. Đầu thu. Đấy, con này đầu thu rất là đẹp. Đây. Đây. Đầu thu kiểu đời mới ấy. Đấy. Rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Sạch bóng tứng. Đấy, các bác nhìn thấy không? Nhìn nó bóng luôn đó. Cái mặt này. Cái mặt Mika này. Nhìn nó bóng tứng lét lẹt luôn nhá. Đấy. Quá uy tín các bác. Đấy. Đây tem của nó. Tem của nó thì bị rách một ít nhá, nhưng không ảnh hưởng gì. Đấy. Nhìn vẫn thấy Bayer. Và đặc biệt là nó không bị rách cái phần mã QR. Các bác có thể quét được. Đấy, những bác mà hiểu tiếng Trung các bác quét thì vào xem rất là dễ luôn. Vì cái này nó quét vào nó làm của tiếng Trung nhá. Đấy, một số bác xem được tiếng Trung thì các bác quét vào. Đây để em tháo cái vỏ cho các bác xem nhá. Đấy, con này vỏ nó hơi chắc. Đấy. Đây, tháo luôn cho các bác xem luôn. Rất là đẹp luôn, sạch sẽ nhé. Về bên em đã vệ sinh rồi. Đấy, các bác không thấy một hạt bụi nào luôn. Đấy. Riêng những cái vang đẩy mic thì vang này. Đấy. Về đến đâu bên em vệ sinh luôn đến đấy nhá. Đấy, không để nó bụi bẩn sau này nó sẽ chập chạp. Khi mà hàng về thì sẽ lau chùi vệ sinh và đánh rửa sạch sẽ luôn. Thậm chí cả phơi cả nắng cho nó đỡ bị ẩm nhá. Bên vỉ quá đẹp luôn các bạn, hai hộp sóng luôn. Vỉ Bayer thì các bác nhìn là biết ngay. Kênh của bên em thì chuyên rất nhiều Bayer. Làm Bayer thì các bác hát rất là dễ. Đấy, nó không như là những cái dòng mic dành cho sự kiện hoặc một số mic hát rất là nặng. Bayer thì là phân khúc của nó là hát rất là dễ rồi. Đấy, nhẹ hút mic. Mặc dù tí em sẽ thử cho các bác luôn nhá. Em để rất sát thôi nhưng mà cái tiếng mic của nó không bị réo bị rít gì. Đấy. Căn chỉnh rất là dễ, riêng dòng Bayer là các bác căn chỉnh rất là dễ luôn. Ở trên những kênh YouTube họ cũng hướng dẫn luôn. Đấy. Vì nó cái tiếng mic của nó không bị rít, các bác hát rất là thích luôn. Đấy. Đằng sau thì em sẽ quay qua cho các bác nhé, để em đang cắm đây. Đấy. Đang cắm jack 6 ly nguồn. Đấy. Em chưa cho anten nhá. Đây chỉ để thử thôi. Bác nào các bác về thì các bác phải cắm anten vào cho em nhé.
vì sóng nó mới ổn định được. Nhiều khi là sóng nó không phải là nó đi thẳng đâu, nó hình sin thì có chỗ cũng sẽ bị mất. Đây con nhá, rất là đẹp luôn. Đây em tắt đi, em bật lại cho bác luôn. Đấy, chuẩn bay luôn, hiển thị luôn. Đấy, 790 các bác nhá, rất là đẹp luôn. Để em tháo một cái tay mic cho các bác xem. Đây em đã tháo sẵn rồi. Đấy, con này thì kể cả côn của nó nhá, côn neo nhưng mà rất là độc lạ. Đấy, cái viền trên của nó là viền màu xanh và trên củ cũng có bayer nhá, trên củ bayer vs đầy đủ luôn. Đấy, cái bắt đấy, bắt cái củ này bóng tấn các bạn, rất là đẹp. Nói chung là nó chỉ xước rất là nhỏ các bạn, xước rất là nhỏ thôi, gần như là các bác nhìn không thể thấy được. Những cái này về thì chỉ cần đánh qua ấy, là những vết xước nó sẽ bị mờ đi. Đấy, đây ruột càn nó đây. Những con này thì lấy pin lấy vết còn đẹp, không các bác yên tâm là không phải thay lấy pin lấy vết thì sạch bóng tấn luôn. Để em sẽ thử luôn cái tiếng mic cho các bác thử xem là cái tiếng mic của cái bio này, chất âm của nó ra sao nhé. Đây em sẽ cho to một chút. Các bác thấy không? Một hay khoảng cách cái mic với loa rất là gần. Em đang dùng loa full nhá, và em đang chạy 4 loa luôn. Một hay 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 ba ba bốn 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 năm 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 sáu sáu bảy một hay 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 hay. Tiếng mic quá là ok rồi các bạn, tiếng rất là hay luôn. Một cặp này đều tăm tắp các bạn nhá, cặp này rất là cân luôn, tiếng cực đỉnh luôn. Rồi em báo giá luôn cho các bác nhá, giá con này thì cực kỳ là đẹp luôn, hàng tuyển chọn có 102, không có bộ thứ hai các bác nhá. Giá là 2,2 triệu bao ship. Bao ship cho các bác này, bảo hành 3 tháng, lỗi có nên đổi cho các bác bộ khác nhé. Những cái dòng bio thì nó rất là lành, các bác đã sử dụng rồi ít khi hỏng vặt đâu. Đấy, bác nào mua thì liên hệ trực tiếp qua em, cho em qua số điện thoại nhá, 0987971020. Em ở Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.